chụp đó, chụp đó, chụp 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 ấy, đừng có cầm dây, muốn chụp đừng có cầm dây. Rồi rồi, kéo lên. Ôi trời, mẹ mày dính chuyện này thì mẹ to vô vô mồm vô ấy rồi, vô 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 liền, vô liền. Trôi đu đỏ. Con này quá ngon. Con này trôi đen. Trôi đu đỏ mà anh. Con này người ta gọi là trôi điên. Trôi điên nè. Điên như trôi đậu xôi. Đây là sản phẩm đầu tiên. Chạy qua coi. Chạy qua. Ê, coi coi cho nó cái cột đó được. Nó bay xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, mình đang quay ai vậy? Ai chị cũng vậy? Ai chị vậy? Anh coi chừng nhảy nhảy ngược xuống không giờ. Lên đây đi. Trời. Rồi. Cái bụng mập vậy có trứng hả? À? Chắc có trứng quá. Cái này cỡ 2 kg. Cỡ 2 kg. Trong cái đèn rồi. Cỡ 2 kg. Má dính vậy sao chạy được? Sao? Không sao. Ờ, lấy cái gì bỏ vô, có cái gì bỏ vô không? Không có gì bỏ vô nè, đi cố. Cái vỏ. Làm dây thỏ đó. Cột vô cái vỏ nè. Cái à. Đây nè, dây kẽm nè, cố nè. Tí bay ngược xuống đâu nè. Sáng hai anh em mới đốt khô lòng xong nhảy lung tung này. Đấy, nó kêu này mà đốt lòng đi, đụng cho dữ lắm. Thì mấy cần đi giật chân đó. Ơi anh nó nhảy kìa anh. Bên kia luôn. Nó nhảy kìa. Anh bỏ vô vỏ đi. Tí nó bay xuống sông bây giờ nó bơi đi. Bỏ vỏ làm gì? Tí cô thỏ cái cũng mò nó khá. Con này chắc có trứng. Dạ con này chắc có trứng rồi. Bụt nó lắm. Con này cả mấy ký anh nhỉ? Chắc 2 ký. Có 2 ký. Rồi tiếp tục lên nè mọi người, lên hàng khủng nữa nha. Đó. Đừng có kéo thật, đừng có kéo kệ nó. Mày cứ kệ đi. Rồi lên. Lên hàng lên hàng. Lên. Má lên quá. Từ từ. Vướng vô cái này. Không, rồi tháo nó phá luôn anh. Tháo nó phá. Lấy giùm cùng một anh. Không được rồi nữa. Lấy cái kéo đây. Lấy cái kéo á, phải là cắt đi. Rồi được rồi. Bỏ im, bỏ xuống đất. Rồi. Đại đít lên. Đi đằng nào. Được rồi. Lên liên tục. Cái có phê. Đóng cái mỏ này. Con này cha trắng, ấy con trôi trắng. Không, chưa lớn. Đủ má. Tích luôn. Bỏ đồ cũng bay nhảy hết trơn. Thế con ăn bay bá không? Ừ. Con này chắc nó cũng bay bá rồi.
Xong rồi cô ơi. À. Con này chắc cũng cỡ 2 kg á. Đây là dàn cá khủng đang đây. Ôi giời, sao mấy cái mồm của mấy con này nó tè le hết rồi. Nè. Cái mồm của nó giống như bị trước rồi coi. Nhưng chắc bị ai dịch sảy rồi phải là. Con đó cũng vậy kìa. Kìa, đó. Nó ăn là nó bị vậy à. Trời ơi. Nổi không? Tốt. Trời ơi, nó phê.